Bây giờ chúng ta xét sang vấn đề vận tốc. Ở tại thời điểm T, vật ở lý độ x bằng x chỉ 1. Tại T thì x bằng x chỉ 1, ta vẫn viết bằng A cos của omega T cộng phi. Sau đó một khoảng thời gian là T0, tức là đến thời điểm T phẩy bằng T cộng T0, thì vận tốc như thế nào và tốc độ như thế nào thì chúng ta xác định tiếp như sau. Thế thì tại T phẩy bằng T cộng T0 thì hỏi cái gì? Về có hai cách xác định. Cách xác định thứ nhất, cách này thì rất thông thường, vì như phần thứ nhất các em tính được tại T phẩy thì x bằng x2. Việc tính T phẩy thì cho việc tính tại thời điểm T phẩy x chỉ bằng x chỉ 2 thì ta tính được ở đâu? Ta tính được ở phần thứ nhất. Sau đó chúng ta sử dụng công thức liên hệ V bình phương bằng omega bình mở ngoặc A bình trừ x chỉ bình. Nhưng khi tính ở đây thì ta chỉ việc thay x chỉ bằng giá trị của x chỉ 2 vào đây, và biên độ biết, omega biết, chắc chắn các bạn sẽ tính được về, các tính được vận tốc. Thế còn tốc độ là lấy trị số độ lớn của v thì gọi là tốc độ. Thế thôi, thế là xong. Nhưng vẫn có cách thứ hai. Ta xét cách thứ hai. Cách hai thì bây giờ chúng ta hãy nhớ lại cái biểu thức vận tốc phụ thuộc thời gian. V bằng trừ omega A sin của omega T cộng phi. Đây là biểu thức vận tốc tại thời điểm T bất kỳ. Nhưng đến thời điểm T phải thì lúc đó V sẽ bằng trừ omega A sin của omega T phải cộng phi. Cái này có nghĩa là gì? Vận tốc tại T phải tại T phải, vận tốc tại thời điểm T phải. Và giờ chúng ta cũng giống như trước, chúng ta thay T phải bằng T cộng T0, và sau đó sẽ lại tiếp tục khai triển. Ở đây ta sẽ nhận thấy V bằng trừ omega A sin của omega T cộng T0 cộng phi. T cộng T0 cộng phi. Và ta lại biến đổi giống như trước, V bằng trừ omega A sin của omega T cộng phi cộng omega T0. Đến đây lại xuất hiện công thức lượng giác, đó là công thức sin của góc A cộng góc B. Thì chúng ta biết rồi, sin của A cộng B thì sẽ bằng sin A cos B cộng cos A sin B. Công thức này chúng ta đã quen rồi. Vậy ta lại giống như trước, ta coi omega T cộng phi này là góc A, và coi omega nhân T0 là góc B. Thì theo công thức lượng giác ta sẽ có V bằng trừ omega A sin của omega T cộng phi cốt của omega T0 cộng cốt của omega T cộng phi sin của omega T0. Đây là tính vận tốc về tại thời điểm T phải. Thế giờ ta lại thấy này, cốt của cũng giống như bài trước, cốt của
omega t cộng phi thì đây thực chất ra lại bằng x xì 1 chia a. Đây, tại thời điểm t vật ở vị trí lý độ x xì 1 thì ta tính được ngay cos bằng x xì 1 trên a. Và sin của omega t cộng phi cũng là bằng căn bậc 2 của 1 trừ cos bình phương, thì lúc đó ta có thể viết gọn lại, viết nhanh là sin của omega t cộng phi giống như bài trước, căn bậc 2 của 1 trừ x xì 1 chia a tất cả bình phương. Và từ đó ta viết lại v bằng trừ omega a căn bậc 2 của, ở đây là sin omega t cộng phi, 1 trừ x xì 1 trên a bình phương cốt của omega t0 cộng cốt của omega t cộng phi x xì 1 chia a sin của omega t0. Đây là biểu thức vận tốc. Vận tốc. Thế nếu hỏi tốc độ, tốc độ tức là lúc đó ta lấy trị số độ lớn. Đây, tốc độ thì đây, tốc độ tại t phẩy v bằng omega a tốc độ, lấy trị số độ lớn trên a bình phương cốt của, tức là ta lấy trị tuyệt đối omega t0 cộng x xì 1 chia a sin của omega t0. Đây là tốc độ. Tốc độ thì lúc đó ta chuyển sang lấy trị số độ lớn. Và bây giờ ta có đầy đủ, có biểu thức vận tốc tại t phải, có tốc độ rồi, thì bây giờ cũng giống như phần trước, ta đặt ra hai tình huống đặc biệt, đó là trường hợp t0 bằng t trên 4 và trường hợp t0 bằng t trên 2, để xem nó ta thu được cái kết quả như thế nào. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi trường hợp đặc biệt. Bây giờ chúng ta xét trường hợp đặc biệt. Bây giờ ta giả sử ta xét trường hợp đặc biệt thứ nhất. Trường hợp đặc biệt thứ nhất là t0 bằng t trên 4, tức là 1 phần 4 chu kỳ, thì lúc đó cái omega t0 này sẽ bằng pi trên 2. Thì tích số của omega t0 này bằng pi trên 2 thì sin pi trên 2 sẽ bằng 1, còn cos pi trên 2 sẽ lại bằng 0. Thì lúc đó ta sẽ từ dấu, từ hai dấu sao các bạn sẽ có vận tốc. Ta sẽ có v bằng trừ omega x xì 1. V bằng trừ omega x xì 1. Nhưng khi nói tốc độ thì tốc độ thì v bằng omega x xì 1. Ta ra ngay kết quả v bằng omega x 1. Nhưng nhớ rằng vì đây là tốc độ nên ta phải lấy trị số độ lớn của x xì. Ở đây là x xì 1. Trường đặc biệt thứ hai, 2.2.2 là t0 bằng t trên 2. Thì lúc đó omega t0 dẫn đến sẽ bằng pi. Thì tích số của omega t0 bằng pi thì sin pi thì bằng 0, nhưng cos pi thì lại bằng trừ 1. Nên thành ra ta lại có công thức. Thì chắc chắn các bạn sẽ suy ra v bằng omega căn của a bình phương trừ x 1 bình phương. V bằng omega căn bậc 2 của a bình phương trừ đi x 1 bình phương. Thì đấy là công thức tính vận tốc. Nhưng nếu hỏi tốc độ, nếu là tốc độ thì lúc đó ta sẽ lấy trị tuyệt đối ở đây. Thì lúc đó kết quả ta chỉ nhận là lấy giá trị dương khi bàn về tốc độ mà thôi.
Đấy là về ly độ, tốc độ, vận tốc. Bây giờ đến gia tốc thì sao?